Đây là những câu nói hay, bài học hay do Vi sưu tầm được gửi đến các bạn. Chủ đề hôm nay Vi muốn nói đến đó là chủ đề hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có thực sự là đích đến của cuộc đời này? Hạnh phúc là gì mà chúng ta ai ai cũng phải vất vả ngược xuôi đi tìm kiếm? Hạnh phúc có thật sự là đích đến trong cuộc đời này? Người ta thường nói hạnh phúc là một loại cảm giác. Chỉ cần tâm bạn an nhiên thì đâu đâu trong cuộc sống cũng là hạnh phúc. Có bao giờ bạn tự suy nghĩ hạnh phúc là gì mà con người ta lại tất bật ngược xuôi đi tìm kiếm đến vậy? Thực ra không có một khái niệm cụ thể cho việc hạnh phúc là gì. Mỗi người trong cuộc sống chúng ta đều có thể tự cảm nhận hạnh phúc theo những cách khác nhau. Chính điều đó đã khiến cho con người có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc của bản thân. Hiểu một cách đơn giản, hạnh phúc chính là cảm giác mà chúng ta đạt được khi làm một vấn đề nào đó. Khi chúng ta được tự thỏa mãn trong cảm xúc của bản thân thì có nghĩa là ta đang hạnh phúc. Hạnh phúc có thể được biểu hiện qua sự thành công trong công việc, học tập, tình yêu, gia đình và trong cả cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc là mọi điều xung quanh đang đi đúng hướng với những gì mà chúng ta mong muốn. Khi con người hạnh phúc, tự khắc sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc tích cực, giúp chúng ta thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Hạnh phúc không phải là chuyện nhất thời, mà là chuyện kéo dài cả một đời người. Một cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ nói xuôi ba từ anh yêu em. Hạnh phúc là sự bảo vệ, chở che, gom góp tất cả tình yêu gửi vào trong đáy lòng, ngày ngày tháng tháng mang ra thưởng thức. Đó là cảm giác đến từ trái tim của chúng ta, chứ không phải là nhận định hay lời nói của một ai khác. Chỉ có bản thân bạn mới thực sự hiểu được hạnh phúc và bi ai thực sự là gì. Thế giới quan của mỗi người đâu có giống nhau. Có người nhà lầu xe hơi cũng không thấy hạnh phúc. Có người nhà lá đơn sơ cũng cảm thấy bình an. Sống bao nhiêu năm rồi, tới cuối cùng mới hiểu ra. Hạnh phúc thực ra chỉ là một loại cảm giác. Bạn cảm thấy mình có được thì tức là bạn đã có được. Hạnh phúc cũng là một kiểu so sánh. Từng vì đau khổ nên trân trọng niềm vui hơn. Từng vì rơi nước mắt nên nụ cười thêm ngọt. Hạnh phúc nào có khó kiếm tìm. Hạnh phúc là dùng đôi mắt và trái tim của mình nhìn về một thế giới bình lặng. Trên đời này, phàm là những thứ có thể mua được bằng tiền đều là những thứ không đáng giá. Hạnh phúc là khi mỗi nguyện vọng của bản thân đều trở thành hiện thực. Khi đói thì chúng ta được ăn no, khi khát được uống nước, khi mệt mỏi có giường êm chiếu ấm để nằm, muốn yêu thì được yêu. Có đôi khi hạnh phúc là mục đích đến của cuộc sống, bạn phải bôn ba đường dài mới có thể đến được. Dù là những ngày tháng tuổi trẻ hồn nhiên hay là khi đã về già, chúng ta đều sẽ tự tìm thấy con đường đi đến hạnh phúc của riêng mình. Có người hỏi, sự hữu hạn của hạnh phúc là gì? Cuộc đời thật đẹp. Vấn đề là những khoảnh khắc hạnh phúc thường trôi qua rất chóng vánh. Niềm vui nào, dù có hào nhoáng đến mấy, cũng chỉ có thể khiến bản thân ta vui vẻ trong một khoảng thời gian. Hạnh phúc trong cuộc đời tựa như một vở kịch. Khi hết giờ là sân khấu sẽ tắt đèn. Lớn lên, chúng ta lại càng hiểu được hạnh phúc thì ra cũng có hữu hạn. Con người ta cũng chẳng thể sống hạnh phúc mãi mãi đến cuối đời. Hai từ viên mãn nghe có vẻ như là một thứ gì đó quá xa xỉ. May thay, tạo hóa đã ban phát cho loài người một khả năng thích nghi đến kỳ lạ. Ngay cả khi chúng ta có một cuộc sống thiếu thốn hay trượt dài trong những khó khăn thất bại,
chúng ta cũng không từ bỏ. Cái khát vọng và đam mê về bản chất là muốn con người tận dụng, miễn là không lạm dụng, biến đam mê trở thành dục vọng. Đó chính là lý do tại sao não bộ lại luôn khuyến khích chúng ta phải cố lên lần nữa, thay vì quay đầu từ bỏ. Tạo hóa khiến chúng ta nhìn về quá khứ và tương lai với một con mắt đầy định kiến. Làm thế nào mà hạnh phúc ở quá khứ và tương lai luôn tuyệt vời hơn những thứ ở hiện tại? Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho sự hoài niệm, cũng lại tự vẽ ra một tương lai sáng lạng hơn với bao ước mơ trở thành hiện thực. Đó là vì tạo hóa muốn dùng quá khứ như một minh chứng rằng chúng ta thực sự đã từng rất hạnh phúc. Và không có lý do gì ta lại phải dừng lại ở thực tại. Nếu ta nghi ngờ khả năng có thể đạt được hạnh phúc trong tương lai, thì hãy nhìn vào quá khứ để biết rằng việc đạt được hạnh phúc chỉ là mục tiêu trong tầm tay. Tạo hóa vốn không ủng hộ những thứ gọi là hạnh phúc vĩnh viễn. Hạnh phúc không phải là mục đích, nó là một công cụ phục vụ sự sinh tồn cho giống loài. Cũng chính vì hạnh phúc chỉ là công cụ, nên trên đời mới có những người coi việc hy sinh cho kẻ khác là một hạnh phúc. Chính vì thế, theo đuổi hạnh phúc là theo đuổi những mục tiêu hữu hạn, những khoảnh khắc đến đi trong phút chốc. Công cuộc truy tìm hạnh phúc của nhiều người cũng vì thế mà thất bại, như thể đuổi theo cái bóng của chính mình. Vậy, ý nghĩa của hạnh phúc là gì? Trong một nghiên cứu khoa học, người ta đã chỉ ra một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống ý nghĩa vừa giống lại vừa khác nhau. Người sống hạnh phúc là những người biết đón nhận. Những yếu tố để họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc đó là tiền bạc, sức khỏe, tình yêu, bạn bè, địa vị và xã hội. Còn người sống ý nghĩa là những người biết cho đi. Cuộc sống của họ có nhiều nỗi lo âu vất vả, thế nhưng họ luôn biết cách biến những bất hạnh trở thành động lực để phấn đấu. Có một người đã nói với mình rằng, mục đích cuối cùng của cuộc đời không phải là sự thành công, mà là dùng sự thành công đó để tác động một cách tích cực đến xã hội. May mắn thay, một cuộc sống vừa hạnh phúc vừa có ý nghĩa là điều hoàn toàn có thể, hỗ trợ nhau giúp cuộc sống của chúng ta tìm về được trạng thái cân bằng. Trên đường đời, hạnh phúc như những cái cột đèn lướt qua soi sáng mặt đường. Hạnh phúc là những khoảnh khắc thoát đến thoát đi, như những chạm xăng tiếp nhiên liệu, cần nhưng không phải là bến đỗ cuối cùng. Hạnh phúc không ở cuối con đường, nó chỉ là một phần của con đường. Con đường ấy dẫn về đâu, chính ta là người quyết định. Khổ đau cũng là một phần của hạnh phúc. Về mặt tiến hóa, khổ đau là một trong những cảm xúc tiêu cực, buồn bã. Khổ đau ở một mức độ nào đó là vấp ngã, là thất bại, là sai lầm, là kinh nghiệm và là cơ hội để chúng ta xây dựng lên một hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhưng khổ đau, ngoài vai trò của tiến hóa, còn là phản ứng phụ của một thái độ sống. Ấy là khi chúng ta chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa, thì khổ đau lại trở thành mà điều ta sẵn sàng chấp nhận. Điều này có thể thấy rõ nhất ở những người làm cha mẹ, làm công tác xã hội, hoặc những người chiến sĩ cách mạng. Họ lao động cực lực, họ vắt kiệt sức mình, họ lo âu và thử thách nhiều hơn an nhiên và vui vẻ. Cô độc, đó cũng là một hạnh phúc, bởi bạn được hưởng sự yên lặng và thanh lọc tâm hồn. Chỉ khi ở một mình, bạn mới có thể hiểu được chính bạn. Gặp phải nghịch cảnh, đó cũng là một hạnh phúc, bởi giữa những mồ hôi rơi, bạn cảm nhận được sự cố gắng của bản thân, kiên trì nỗ lực để có được hạnh phúc. Nghèo khó, đó cũng là hạnh phúc. Nó giúp bạn hiểu được tiền không phải là tất cả, bạn còn sở hữu rất nhiều thứ đáng quý khác. Sống bình thường, đó cũng là hạnh phúc sống. Sống một cuộc đời bình lặng, kiên định, hưởng thụ mỗi một sớm bình minh, một chiều hoàng hôn an nhiên, tự do, tự tại. Tuổi già,
đó cũng là hạnh phúc. Có những trải đời phong phú của những kỷ niệm để nhớ lại. Chia ly, đó cũng là một hạnh phúc. Những đớn đau nhớ nhung khi xa cách sẽ tôi luyện cho tình cảm của cả hai. Lời kết. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi hạnh phúc là gì. Nhiều người bỏ lỡ hạnh phúc của họ không phải vì không tìm thấy, mà là vì chẳng chịu dừng lại để tận hưởng. Thế nên đừng mãi kiếm tìm hạnh phúc ở nơi nào đó xa xôi. Hạnh phúc ở ngay trong trái tim của bạn mà thôi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa, đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.